và chúng ta hãy cùng dành một đoàn tay thật đồng nhiệt cho sự xuất hiện vô cùng tuyệt vời của chú rể Chí Cường và cô dâu Hạnh Phúc. Xin thưa quý vị, vừa rồi chúng ta đã đến với những khoảnh khắc, những giai điệu ngọt ngào của tình yêu. Và quả thật thì tình yêu có một sức mạnh vô cùng diệu kỳ đúng không ạ? Bởi vì khi yêu nhau thì người ta có thể dùng hết những điều tốt đẹp nhất để dành cho nhau và cùng nắm tay nhau đi đến cuối con đường hạnh phúc của cuộc đời mình. Và ngày hôm nay, tất cả quý vị, tất cả chúng ta có mặt tại đây để làm minh chứng cho một tình yêu đẹp tuyệt vời như vậy. Ngay bây giờ, một lần nữa hãy cùng dành một tràng pháo tay thật đột nhiên để chào đón chú rể Chí Cường và cô dâu Hạnh Phúc.